thực hư chuyện cầu thủ câu lạc bộ Công an Hà Nội rất sốc khi không được thưởng dù vô địch V-League 2023. Câu lạc bộ Công an Hà Nội lên tiếng về tiền thưởng của BHL và cầu thủ sau chức vô địch V-League 2023. Nguồn cơn xuất phát từ việc huấn luyện viên Trần Tiến Đại chia sẻ trong phòng họp báo sau trận đấu câu lạc bộ Công an Hà Nội thắng 2-0 Hà Nội tại vòng 3 V-League. Chưa có một đội nào trong lịch sử như câu lạc bộ Công an Hà Nội, dù vô địch nhưng cầu thủ không có tiền thưởng từ câu lạc bộ. Gần một tháng nay, chúng tôi làm đủ mọi cách để đụng vào lòng trắc ẩn, danh dự của cầu thủ để họ thi đấu trong bối cảnh không được nhận tiền thưởng của câu lạc bộ. Tôi mong mùa giải năm nay sẽ thay đổi để các cầu thủ chơi tập trung, ông Đại cho biết. Sau khi giành được chức vô địch V-League 1 mùa giải 2023, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã tiến hành giải ngân số tiền thưởng 5 tỷ đồng cho toàn bộ các cầu thủ và thành viên trong ban huấn luyện. Đó là phần thưởng duy nhất để ghi nhận những cống hiến của toàn bộ các cầu thủ. Ban lãnh đạo câu lạc bộ đã đóng thuế thu nhập cá nhân cho từng thành viên để chuyển đến các cầu thủ trọn vẹn số tiền thưởng theo kế hoạch ban đầu. Như vậy, ban huấn luyện và cầu thủ câu lạc bộ Công an Hà Nội đã được nhận tiền thưởng từ ban tổ chức giải. Tuy nhiên, điều ông Trần Tiến Đại muốn nhắc đến là đội bóng không được thưởng riêng như các đội từng vô địch V-League trước đó. Đây cũng là điều khiến ban huấn luyện và nhiều cầu thủ rất ngạc nhiên. Ở mùa giải vừa qua, Công an Hà Nội đã giành chức vô địch ngay sau khi đặt chân lên chơi ở V-League 2023 từ hạng nhất. Bước vào mùa giải 2023, 24 đội bóng này tiếp tục có sự đầu tư lớn về nhân sự và đang có phong độ tốt ở V-League. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.